Vâng, em xin kính chào tất cả nhà YouTube, Facebook. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một vài cái đàn em cần bán, từ cái phân khúc giá có mấy trăm ngàn cho tới mấy triệu. Thì cây này là lát xích nha mọi người. Dạ, cây này là lát xích. Cây này là lát xích thì nó hơi trầy trầy tí à, nhưng mà cần rất ok. Hàng của Yamaha. Thì em thử tiếng cho anh chị nghe nha. Cái này là nếu mà thay dây cho anh chị nữa là 650 nha. 650, 650, 700 gì đó, 650 đi ha. Đi nhanh cái này. Nếu anh chị thích cái thì bớt 50 ngàn thì lấy 600, không có thay dây. Nếu anh chị muốn thay dây nhựa vào thì em cho một bộ dây nhựa nó về tự thay hoặc phải thay dùng cho. Đấy ha. Cái này là mẫu lát xích nha. Mẫu lát xích với là mẫu model nó khác nhau ở chỗ là nó có khuyết. Ok ha. Mẫu lát xích cỡ lớn, còn đây là mẫu lát xích cỡ nhỏ. Mẫu lát xích nhưng mà càng bấm thì nó giống như model cho em bé đó, đánh rất là dễ. Đấy ha. Đấy, mẫu này ha. Chị nghe thử à. Thì em đã gắn dây nhựa rồi nha, thùng rất là ok, thùng rất là ổn luôn anh chị. Đó, có chữ ký của người Tây ở đây, hàng hàng phái. Cái này giá không rẻ nha, cái này em bán ra 950 ngàn là 1 triệu ấy. Đấy, cái này nó lại đắt hơn cái đó, chỗ là cái quả của nó rất là ổn, phải hết sức mọi người nhìn. Theo thời gian thì nó sẽ bị ổ đi chứ không bị nứt, nhưng mà mấy khoa Trung Quốc hiện tại người ta mua người ta sinh viên nói là rẻ 400 ngàn thì vài bữa nó sẽ xếp nó hư rồi. Mà tiếp theo là cái mẫu phân khúc khá thì em có cây Fender, cây này ngon. Cây Fender này thì em để 2,9 triệu là có bao da luôn ha, bao bao giả bao vải bao xịn luôn. Đó, đèn có EQ của hãng Fitman chính thức luôn ha. Không phải fake nha các bạn, Fitman xịn. Nếu mà Fitman đẻo thì nó có một cái vòng to ở ngoài này. Đấy. Nó vẫn viết chữ Fitman đấy, nhưng mà đầu này rất là chất lượng. Để em cả làm mấy video rồi. Xem thử ha. Đấy. Thùng bằng quá ok. Cái loại này á là khóa nó bị dơ bị bẩn chúng ta có thể đánh được, chứ nó không có ăn hẳn và oxy hóa hẳn cái khóa này ha. Đó, 2,9 triệu cho một cái đèn để dùng đi sâu các kiểu ha. Rồi cuối cùng là một cái cây đàn Việt Nam. Cái này thì của bác khách bác gửi, bác có muốn bán là khoảng 2 triệu. 2 triệu mọi người, 2 triệu. Action rất là nhẹ ha. Chân rất là nhẹ luôn. Bác nào muốn nguyên thủy thì lấy cái này. Còn phần mà gắn EQ là thêm, nếu mà EQ của Trung Quốc là thêm khoảng 500 nữa là thành 2,5 triệu thì mọi người có thể suy nghĩ. Đấy, cái kia nếu mà cái này anh lấy nhanh thì bớt cho. Đó, ok ha. Em đang muốn bán bớt đi để lấy organ. Đấy. Nhưng mà cái thời điểm mà organ khó thì vừa làm organ vừa làm guitar làm cái tí anh em. Không cần lời nhiều, miễn là có đàn bán được rồi. Cái này mềm lắm anh em. Em đánh chặn lên cho anh em xem. Đó. Một cái đàn Việt Nam nó không thua gì đàn nhập nhá mọi người. Nó không thua gì đàn nhập luôn. Thật đấy. Đây, em bán dùng mà em phải em khen đâu, nhưng mà thật sự nó rất hay. Có đàn của em đây, ai có duyên thì em bán thôi. Đấy à, đấy. Ừ, thì đúng rồi, tên là của đó nhớ nhìn thêm tí à, cái cảm giác bấm đầm chắc hơn. Nhưng mà cái đó thì về anh em nào mà không quan tâm về cái vấn đề là chất âm thì về ngoại hình thì cái này ngoại hình nó đẹp à. Ok, hôm nay thì em giới thiệu một vài cái đàn như vậy đó, đàn
thì ta anh chị em cần đấy tập chơi nhạc hoặc là văn nghệ văn gừng gì đấy ha, có mấy trăm ngàn thì cũng vài một cục cờ vui là cũng hết của tiêu hết của chúng ta rồi, nhưng mà có được một cái niềm đam mê, có một cái đàn để chúng ta đánh được thì chúng ta sẽ lợi hơn trong cuộc sống, chúng ta sẽ có những cái điều hay ho hơn trong cuộc sống và nó mang lại nhiều cơ hội cho chúng ta hơn. Ở đây là mình nói cơ hội về cái chi phí cơ hội về nghề nghiệp, chi phí về cơ hội về quan hệ xã hội, đối tác và khách hàng. Mỗi người làm một công việc khác nhau, nhưng mà nếu mà biết được một chút tài lẻ thì nó sẽ hơn. Còn nếu anh em mà cùng cái món đồng nghiệp về sư phạm hoặc là về âm nhạc thì mọi người biết nhiều nhạc vụ thì nó sẽ chuyên môn, biết nhiều hơn, có thể là sẽ lợi hơn chúng ta trong quá trình chúng ta tác nghiệp, đúng không mọi người? Kết thúc chương trình, em xin tặng mọi người một bài hát. Bài hát Dòng Trưởng để cho nó vui anh mọi người. Tôi từng mơ đời thế, mình quên mất cái lời ta, mình lấy lời mọi người nghe thử nào. Sống như những đóa hoa nha mọi người. Lâu lắm mình mới hát bài hát này, quên mất tiêu lời. Nếu mà mọi người cảm thấy hay thì cho mình một like, một share, một subscribe để sau này có thể ủng hộ nhiều video mới của mình hơn nữa ha. Lên Sony ha. Tôi được hả? Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi nhẹ với sầu đau, nơi như trên đời thiếu những tiền giang lối khắp nơi. Tôi từng mong đời không là tôi từng mong được giống bóng người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Tôi sống như đóa hoa này, hát thầm hương xưa đây, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng. Sống gặp nhiều may mắn hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Nguyễn Kênh Music.